Chào tất cả các bạn đến với kênh Bonsai Tiền Giang nha. Hôm nay quay cái kết quả mà bữa họ ghép cây cam Mỹ vô cái cây cần thăng nữa các bạn. Nào mấy bạn để ý nè. Nào quay gần lại đây. Đó, khi nào nó ra tược như thế này là nó sống rồi nha. Đó, ra tược nè. Đó, nó sống là mình bắt đầu mình dỡ cái bao mũ này ra được rồi nha các bạn. Đó, các bạn lưu ý khi mình dỡ ra mình để trong mát khoảng 3-4 ngày nha. Rồi mình mới đem ra nắng nhẹ từ từ nha các bạn mới dỡ ra đừng có đem ra ngoài nắng trực tiếp nha, nó sẽ bị chết á. Đó, tại cây mình nó còn yếu. Đó, bạn để trong mát khoảng 3-4 ngày rồi mình đem ra chỗ nào có nắng nhẹ thôi. Đem ra từ từ. Đó, để mình tháo ra cho các bạn xem thấy nó ra đọt nè. Nó kết quả ghép cây cam Mỹ vô cây cần thăng nha các bạn. Cái gốc này là gốc cây cần thăng. Đó, còn cái bo ghép là cây cam Mỹ. Đó, bạn dỡ ra từ từ thôi, chừng nó rụng cái đọt non. Đó, đây quay cận cảnh nè. Đó, bạn thấy nó ra tược như thế này là nó sống rồi nè. Giờ mình tháo cái bột mũ ra được hết rồi nha. Cái nhánh nào nó ra tược thì mình hãy tháo bột mũ nha bạn. Còn cái nhánh nào mà nó còn yếu á, nó chưa có ra tược giống như thế này thì mình từ từ mình tháo nha. Nó sẽ không có đồng lọt đâu, mấy bạn thắt cây nó sẽ không có đồng lọt đâu. Khi nào cái nào nó sống khỏe thì mình tháo ra. Còn cái nào nó còn hơi yếu thì mình cứ tiếp tục mình trùm để trong mát. Đó. Đây, nó về nữa. Lại bỏ những cái cành của cái cần thăng nha các bạn. Những cái mầm này mình lại bỏ đi hết nha. Để cho nó tập trung chất dinh dưỡng nó nuôi vô cái bo ghép. Cái nào lú tược thì mình tháo. Đó, đây là kết quả ghép cành cây cam Mỹ vô cái gốc cần thăng nha. Tháo một mũ. Đó, mình tháo một mũ với mình lãi bao cái tược của cái cần thăng bỏ đi nha các bạn. Các bạn xem thấy hay cho mình một like, nhấn đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Bonsai TG, Bonsai Tiền Giang, nở cây lại Tiền Giang nha. Anh em nào có nhu cầu mua cây giống gì cứ vào kênh của mình xem. Rồi anh em nào ở gần đây thì có thể lại trực tiếp nhà để đến trực tiếp nhà để mua luôn nha. Đó, đây ra từ kia là sống khỏe hết rồi, cái này tháp dính hết luôn, 100% tháp dính hết luôn nha các bạn. Bỏ vô bo ghép thôi. Hôm mình quay cái cách ghép, nay mình quay kết quả cho các bạn xem nha. Nó lại bỏ những cái tược này bỏ đi hết nha các bạn. Để nó tập trung chất dinh dưỡng nó nuôi những cái bo này. Đó, lại bỏ đi hết đi. Đây cái này ghép 1 2 3 4 5 6 7 8 7 bo dính hết luôn nha các bạn. Rồi chào tất cả các bạn nha. Đó mà để trong mát khoảng 3 đến 4 ngày nha các bạn. Để trong mát khoảng 3 đến 4 ngày. Sau đó rồi mình đem ra nắng nhẹ từ từ. Chứ anh em mà đem cái này đem trực tiếp ra ngoài nắng, cái bo ghép này nó còn yếu, nó héo nên nó sẽ chết nha. Chúng ta để 3-4 ngày trong mát cho nó quen đi, rồi đem ra nắng nhẹ từ từ. Rồi mình kết thúc video đây nha các bạn.